Đáp lại chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc khẳng định sự cai trị của họ ở Tân Cương hoàn toàn nhằm chống khủng bố và phi cực đoan hóa. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27 tháng 11 tuyên bố những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là xảo trá và kỳ thị chính trị. Trước đó hôm 26 tháng 11, ông Pompeo tố cáo Trung Quốc đang có những vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng trong những trại tập trung nhắm vào người Hồi giáo Uyghur và các nhóm thiểu số. Nhiều hãng tin đã tường trình về các tài liệu rò rỉ từ chính phủ Trung Quốc liên quan đến các trại tập trung ở Tân Cương, nhưng Bắc Kinh phủ nhận tính chính danh của các tài liệu đó.